Nhà vườn Mạnh Nguyễn xin chào các bác nhé. Nhà vườn Mạnh Nguyễn xin phi cái lô sim lai siêu ngọt giống mới nhé, để trồng làm kinh tế và ăn quả ngâm rượu, trồng làm cảnh quan. Đây là sim lép lùn tán tròn, quả to sai ngọt, cho năng suất quả cao nhé. Ngoài sim lùn em có cả sim rừng nhé. Các bác mua cái loại sim gì thì điện cho em số chân hình, em tên là Mạnh, nhà vườn Mạnh Yến, địa chỉ khu 31 hectare trên những quy lộ. Ngoài sim nai nếp lùn tán tròn này em còn có cả sim rừng nhé. Các bác mua loại gì thì điện cho em số chân hình, tên là Mạnh, nhà vườn Mạnh Yến, địa chỉ khu 31 hectare trên những quy lộ. Em ship từ 200 cây trở lên nhé, ít quá là em không bán ạ. Em ship bằng ô tô, các bác mua thì điện cho em số chân hình ạ. Các bác mua ít thì xuống tận vườn lấy nhá. Ngoài sim lai lép kháng bệnh và cho năng suất quả ăn ngọt nhá, nó ngọt không chát như là sim rừng nhá. Các bác mua thì liên hệ cho em nhá. Ngoài sim rừng thì em có cả sim lai lép lùn này, em có cả sim rừng nhá. Các bác mua loại sim gì thì điện cho em nhá. Đây là hàng dâm hoa nên rất nhanh có trái quả nhá các bác nhá. Trồng sau 3 tháng là đã có hoa quả rồi ạ. Dễ trồng, phù hợp với mọi vùng đất đồi nhé. Ngoài sim lép lai rừng, sim rừng em có, các bác mua cái gì thì sim gì thì điện cho em số chân mình, em tên là Mạnh, nhà vườn Mạnh Yến, địa chỉ khu 31 hectare trấn Nhất Quỳnh, Gia Lâm, Hà Nội. Ngoài sim rừng ra thì em có các loại sim lép lai này, em còn có sim rừng nhé. Các bác mua cây gì thì điện cho em số chân mình ạ. Em tên là Mạnh ạ, nhà vườn Mạnh Yến ạ, địa chỉ khu 31 hectare trấn Nhất Quỳnh, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài sim ra thì em có tất cả các loại cây ăn quả, cây gì em có ạ. Các bác mua cây gì điện cho em xuống trên màn hình ạ. Em tên là Mạnh ạ, nhà vườn Mạnh Yến ạ, địa chỉ khu 31 hectare trấn Nhất Quỳnh, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài sim rừng ra thì em còn các đủ các loại cây ăn quả nhé, cây gì em có ạ. Các bác mua cây gì thì điện cho em xuống trên màn hình ạ. Em tên là Mạnh, nhà vườn Mạnh Yến ạ, địa chỉ khu 31 hectare trấn Nhất Quỳnh, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Em giao cây trên các trục lớn, em không giao được tận nhà các bác nhé. Bác nhận xe, em chuyển xe tải và xe khách nhé. Bác mua cây gì thì điện cho em số cho mình, tên là Mạnh ạ, nhà vườn Mạnh Yến ạ, địa chỉ khu 31 hectare trấn Nhất Quỳnh, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Các bác nhớ đăng ký kênh cho em để xem tiếp những cái video về từng giống cây thật nhé, để các bác mua về giống cây giả. Ngoài sim rừng ra em còn có các loại cây ăn quả, cây công trình, cây bóng mát, cây cảnh quan ạ. Các bác nhớ đăng ký kênh cho em ạ. Các bác không phải mất tiền nữa để xem những video tiếp theo về những cây giống chuẩn và những cây công trình, cây bóng mát, cây cảnh quan nhé. Ngoài các cây giống sim này ra thì em có rất nhiều các giống khác ạ. Các bác mua cây gì thì cứ điện cho em số chân hình, em tên là Mạnh ạ, nhà vườn Mạnh Yến ạ, địa chỉ khu 31 hectare trấn Nhất Quỳnh, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Các bác nhớ đăng ký kênh cho em để xem video tiếp theo để nhận dạng những cây giống chuẩn nhé, nếu phải mua nhầm phải giống cây giảm nhé các bác nhé. Em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác video tiếp theo ạ. Em xin chào các bác.